Xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của Kinh Grab. Trước mắt tôi đây hiện tại bây giờ đang là một chiếc xe Mitsubishi Outlander. Thì phiên bản gốc của xe màu sơn từ trong hãng gồm có 5 màu, đó là màu trắng, đỏ, đen, xám và màu nâu. Nhưng mà hiện tại hôm nay thì Kinh Grab sẽ thay đổi ngoại hình cho em nó một chút, đó là sẽ đổi cho em nó từ màu trắng sang màu vàng. Chúng ta sẽ cùng chờ đón xem cái chiếc xe này nó sẽ thay đổi như thế nào nhé. Ok, xin chào anh em.